Em xin chào anh Triệu Thích Hoa Lan, đang xem tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong anh giờ, và em là Phong đây. Thì thời gian qua mà sau khi em đăng cái lô quyết long anh chị, hết hàng anh giờ, những cây lớn lớn 100 ngàn bao ship nhanh trên toàn quốc, thì nhận được sự phản hồi cũng như là đặt hàng anh chị khá là nhiều. Và một số anh chị có hỏi em là Phong ơi, sao không tìm cái cây giống quyết long để về để bán. Và ngày hôm nay thì nhà vườn á anh chị về được cây, thì cũng chia là em có tầm khoảng 300 cây giống quyết long thôi, với lại là 300 cây giống cờ chớp 5% cờ đỏ anh chị, nói giống như mặt hoa của vàng đỏ rồi đó anh nha. Thì chút xíu nữa em sẽ nói chi tiết anh chị. Và những cái cây này là những cái dendro nắng anh chị à, rất là có giá trị và được đại đa số anh chị rất là thích những cái mặt hoa của nó. Và ngay bây giờ em xin mời anh chị vào video chi tiết nha anh chị. Đây thì đầu tiên là cái cây cờ đỏ sổ 5%, thì cái cây nó không quá là đẹp đâu anh chị. Vì anh chị thấy cái cây nó nhỏ nhỏ không mà, nhỏ như thế này đây đó. Thì anh chị nào tự tin về khả năng trồng cây á, nói chung là dendro rất là dễ trồng, nó xấu cây nhưng mà cây con lên rất là lực, và bảo đảm anh chị nếu anh chị sơ trồng bằng sơ dừa thì nó sẽ sống bình thường. Tại vì cái dòng cây này á, cây con này nó là dòng cây, em sẽ nhắc lại, không được đẹp nhưng mà hoa của nó rất là đẹp nhìn ra. Anh chị trồng cây con lên sau này sẽ phát triển lại bình thường. Tại vì hiện tại á, hàng Thái Lan về và em đã dưỡng ở đây sau gần hơn là 1 tháng trời anh chị, thì nó đã quen với điều kiện khí hậu tại đây rồi, và nó ra rễ nhảy cây con nè. Cây nó xấu xấu thôi nhưng mà nhảy cây con lên hết á anh chị, thấy không? Và giá bán của cây cờ đỏ 5% này á, là có giá bán là 25.000 đồng. 25.000 đồng cây, nó không quá cao chị, chưa bằng ngón tay em nữa mà. Thì cái cây này là có giá là 25.000 đồng. Và mặt hoa của nó anh chị, và ngay sau đây em sẽ để cái màn hình bên phía bên góc màn hình bên đây anh nha, là cái cây đã sổ đạt thành công, cây cờ đỏ mà vàng đỏ chớp rất là đẹp anh chị à. Còn đây là sổ anh chị à, có tỷ lệ nha, không phải cây nào cũng giống nha, nhưng mà nó sẽ có tỷ lệ hơn, anh chị sẽ ra được mặt cây này rất là giá trị. Còn mặt hoa phía bên này anh nha, phía bên này màn hình là cái dòng chắc chắn nó sẽ ra tỷ lệ đại số đông màu đỏ thôi à, nó cờ đỏ mà màu đỏ rất là đẹp, rất là đậm anh nha, hoa nó có thơm nhẹ buổi sáng. Bên đây thì là hên anh nha, mặt bên đây là mặt hoa bình thường đó, em nói rõ cho anh chị. Cái này là một dòng dendro rất là lâu rồi nha anh chị đó. Thì phía bên đây, để em lấy cho anh chị luôn, phía bên đây là cái cây quyết long nè anh chị. Quyết long thì nó to hơn, cây đẹp hơn, giá bán cũng 25.000 luôn. Và quyết long là em có chạy trên màn hình hai bên phía, dọc màn hình kêu cái màu hoa quyết long nè anh chị, hai bên đó là hoa quyết long hết. Quyết long dồi dài xuống là cong rất đẹp, và cây lớn là nó rất là mập mạp, nhìn nó thích lắm. Cây quyết long này cũng có giá bán là 25.000 luôn anh nha. 25.000 thì khi mà anh chị mua từ 10 cây trở lên, thì 5 cây này 5 cây kia, hoặc số lượng tùy ý anh chị, anh chị thích mua nhiều ít gì, đủ 10 cây em sẽ bao ship cho anh chị luôn là 250.000 đồng 10 cây này anh nha. Cờ đỏ cũng 25, quyết long cũng 25.000 luôn nha anh chị. Và cách trồng nó như thế nào? Cách trồng thì em nói sơ thoáng qua thôi anh nha, em sẽ nói thoáng qua thôi. Còn cái việc mà trồng chi tiết sau em sẽ để ở phần cuối video này, có một video riêng hướng dẫn anh chị trồng cây dendro. Thì khi mà anh chị nhận hàng về, anh chị tỉa rễ sạch sẽ hết, và anh chị bỏ thêm sơ dừa, quấn sơ dừa xung quanh để trồng vào chậu 12 như thế này. Hoặc là anh chị có thể là cho thêm than ở dưới đây là mót anh nha, hoặc là than anh chị bỏ vào đây, anh chị cố định nó lại cứng cáp đàng hoàng, và anh chị tưới loãng bằng B1 hoặc là acidus anh nha, B1 hoặc là acidus, hoặc là những cái bộ kích rễ bên em. Acidus dưỡng cái này rất là tốt, trồng từ 6 tới 8 tháng cây nó sẽ cho hoa, hoa rất đẹp, toàn bộ là những điều màu đỏ hết anh chị. Và hy vọng rằng anh chị sẽ ủng hộ em trong video clip lần này với cây giống cờ đỏ vào sổ chớp 5% và cây giống huyết long. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, hẹn gặp lại anh chị trong những clip lần sau tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Xin chào và hẹn gặp lại.